trưởng đồ gỗ Gia Cốc xin giới thiệu bộ phần thủy hoàng cột 14 gỗ Hương Vân rửa nước trước khi quật đánh dây giáp. Rửa nước mà nhìn như phun sơn này. Chị hết đấy, chị hết cả cái kia đi anh. Ngả cái ghế đơn này để bây giờ xin vặt mặt tiền trước đi, xong rửa hết mặt tiền trước đi, xong mình rửa gầm sau.